Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có thông tin chính thức về trường hợp mắc và tử vong do cúm AH5N1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, bệnh nhân nam 21 tuổi trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là sinh viên trường Đại học Nha Trang. Theo kết quả điều tra dịch tễ, bệnh nhân có đi bẫy chim ở gần khu vực sinh sống. Xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân không có hiện tượng gia cầm ốm chết. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được lập danh sách và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Tính đến nay chưa phát hiện ca bệnh mới. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nên ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, đồng thời không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc.